đọc sách có nhiều lợi ích trong việc phát triển ngôn ngữ, tư duy, đạo đức, kiến thức. Vì sao người Việt Nam đọc sách ít, nhất là người trẻ? Nhiều ý kiến chỉ ra rằng có rất nhiều nguyên nhân cho vấn đề này, trong đó có gia đình, trường học, bản thân mỗi người, cũng như điều kiện hình thành thói quen đọc sách. Từ thực tế đọc sách của mình, một sinh viên nêu quan điểm Việt Nam là quốc gia nông nghiệp, trải qua chiến tranh, người dân phải lao động để sống thì không có nhiều thời gian để quan tâm đến sách. Đây là vấn đề liên thế hệ. Ông bà cha mẹ không có thói quen đọc sách thì con cũng không được nuôi dưỡng thói quen đọc sách từ nhỏ. Thường người ta đọc sách cho bé trước khi đi ngủ để vừa truyền kiến thức, vừa nuôi dưỡng thói quen đọc sách. Tương tự, ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tình trạng này là hệ quả của việc thiếu quan tâm, nuôi dưỡng thói quen đọc sách từ nhỏ cho trẻ. Trường học không có tiết đọc sách chính thức, gia đình chưa quan tâm xây dựng và phát triển thói quen đọc sách cho con từ sớm. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, nguyên giáo viên văn, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng người ta xây nhà cần nền móng chắc, trong khi dạy văn không có móng, chỉ xây ở trên thôi. Phương pháp như vậy sẽ giết chết niềm đam mê, tâm hồn, ước mơ của học sinh, biến học sinh thành thợ chấp vá lành nghề. Trao đổi tại tọa đàm, ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh kể lại: thời đầu những năm 1980, TV hầu như không có gì coi, nên tôi phải đọc sách, chủ yếu là sách lịch sử, thậm chí không dám đọc hết, phải để dành hôm sau đọc tiếp. Ngày nay, nhu cầu và cách thức đọc sách của bạn đọc đã khác, nên thư viện cũng cố gắng tạo ra không gian đọc phù hợp, đọc sách kết hợp với vẽ tranh, sân khấu hóa để thu hút trẻ em. Trong khi đó, một sinh viên cho rằng sinh viên ngày nay cũng chịu áp lực học hành, thi cử nhiều, nên thích xem mạng xã hội, vì các sản phẩm ở đây ngắn và trực quan. Để đọc một cuốn sách dài toàn chữ, phải mất nhiều thời gian, suy ngẫm. Sinh viên này đề xuất, các nhà xuất bản có thể nghiên cứu để có các loại sách trực quan, phù hợp với xu thế giới trẻ hơn. Nhà báo Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, kể trong buổi nói chuyện về sách với học sinh lớp 9, đã đặt cho học sinh câu hỏi, ba nỗi sợ lớn nhất của con người hiện nay là gì? Có hai bạn trả lời chính xác vì vừa đọc xong cuốn sách của nhà sử học Yuval Noah Harari. Có bạn còn đọc, nghiên cứu rất kỹ hết cả ba cuốn sách nổi tiếng của nhà sử học này. Tương tự, Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen cho rằng, sách không chỉ là người bạn, sách mở ra cả thế giới cho thầy trò và người đọc những kiến thức quý báu trong chặng đường trải nghiệm cuộc sống. Xây dựng thói quen đọc sách, sau đó hình thành văn hóa đọc sách là điều rất quan trọng. Hàng tháng, Thư viện trường cập nhật sách mới để sinh viên có thể đọc. Câu lạc bộ đọc sách khai phóng của trường cũng là môi trường để sinh viên sinh hoạt, hình thành và phát triển thói quen đọc cho mình.